ánh lên để lấp lánh, khói mờ nhân ảnh. Bật nắp champagne, body em cong cong góc cạnh. Lên, bước đi lên club. Lên, đây là lần đầu tiên. Đầu tiên, một đêm duy nhất, ai cũng giơ tay mỗi khi mà nhạc lên. Let's go. DJ GB, let's drop that beat. Anh chỉ lắc lư cùng với giai điệu hay. Nếu có uống rượu thì not afraid. Mang ra đây mấy chai rượu tay. Nếu có trong phòng không ai tuyệt hơn anh. Đã kiếm nhiều tiền ở trong việc còn bay. Muốn qua theo kiểu đôn chê, alo cho mẹ. Hết nhạc con về, hết nhạc con về, hết nhạc con về. Hết nhạc thì con về, hết nhạc thì con về. Hết nhạc thì con về, hết nhạc con về. Hết nhạc con về, con đã bảo rồi hết nhạc con về. Đang được thưởng thức chất âm cũng như là uy lực mạnh mẽ của cặp loa khủng Long Chúa nổi tiếng đến từ Mỹ với cặp loa JBL model VS3215-6 và nớt. Được thiết kế với trọng lượng nặng tới 1,5 tạ và công suất tới 2400W trên trở kháng 8 ohm, độ nhạy dao động tới 139 dB, mang lại chất âm của giới sành nghe và sành chơi nhất với phong cách chơi các thể loại nhạc phổ thông nhất hiện tại cũng như là karaoke chuyên nghiệp ít có đối thủ. Đây là một trong những model mà chúng ta thấy được rằng thương hiệu đã rất là quen thuộc và đàn anh của những dòng như 4733X hay JBL725 hay là rất là nhiều những model đắt đỏ khác của JB. Chúng ta có thể thấy rõ được rằng trên cấu hình mà tôi đang review cho quý vị cùng tham khảo và cùng trải nghiệm là một trong những model đứng đầu bảng được trang bị tất cả các củ loa đắt đỏ và giá trị đích thực nhất hãng, và đặc biệt rằng nó toàn bộ nguyên cặp loa còn mới và đẹp. Long nay mấy anh em cùng mang tai phone và chúng ta cùng thưởng thức chi tiết trước máy quay với cặp loa khủng Long Chúa JBL 3215-6 và nớt đến từ USA. Tôi đang mở tín hiệu từ trên TV xuống. Chúng ta Ariston. Chất âm rất là tuyệt vời này. Những đoạn nhạc này nó quảng cáo hơi khó chịu chút. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Sự thể hiện rất là chi tiết và ngọt ngào trên cặp loa khủng Long Chúa của hãng JBL đến từ Mỹ, mới và đẹp xuất sắc trước máy quay. Mời anh em cùng ngắm nhìn lại cấu hình của tuyệt phẩm loa này. Sở hữu với cấu hình của cặp JBL 3215-6 van lớt được trang bị phần thùng gỗ bạch dương siêu bền và cũng là giá trị nhất hãng, được phủ composite nắp nánh phía bên ngoài thùng loa. Tất cả từng góc cạnh của nó được trau chuốt và thiết kế rất là tỉ mỉ, rất là sang trọng. Đó, chúng ta quan sát đây nó là cặp loa khủng long, nhưng người Mỹ thiết kế trên cặp loa này rất đẹp tới từng chi tiết nhỏ nhất. Sở hữu chiều cao lên tới 1m2, ngang 57,5 và sâu cũng 57,5, nặng tới 1,5 tạ cho cặp loa này và công suất ở ngưỡng 2400W trên trở kháng 8 ohm, độ nhạy dao động
tới 139 dB. Quý vị có thể thấy được rằng đây là một trong những cặp loa khủng long chúa đàn anh của những cặp loa JBL Bass 40, thậm chí là một số model Bass 50 trên thị trường trôi nổi mà chúng ta từng thấy. Với cấu hình được trang bị gồm một bass siêu trầm củ 2227 HPN hết số và cũng là những dòng củ loa hay nhất, nặng tới 13,5 kg cho một quả loa. Một quả loa siêu trầm hay còn gọi chính xác là một quả loa bass trầm, gân lụa tẩm dầu, xương đúc từ 22 côn 100. Phần chính giữa là một quả kèn với đường kính miệng 40 x 30, đều sở hữu củ từ 22 côn 100 với củ 2447G 16 ôm, mang lại cho giải cao hết tầm chơi của hãng JBL. Nguyên một cái củ kèn này của nó, đây là củ chắc kèn quý vị nhé. Củ chắc kèn nó nặng tới mười mấy kg, một người bê cái củ loa này nặng nè nữa. Và phần trên cùng là một quả trung âm họng kép. Chúng ta thấy rằng cái thùng ngang 57,5 thì cái họng của nó đã tới 55cm và nó cao tới 40. Sử dụng củ từ 20, 3 tuyến loa, có câu hình khủng nhất hãng và cũng là câu hình hết tầm chơi. Trên cặp 3215-6 Vanus. Anh em thấy đẹp không ạ? Các tuyến loa thì chúng ta có thể thấy được rằng nó là đẹp xuất sắc luôn rồi, không bàn luận nhiều. Đây nó là những cặp loa đẹp số 1 tại Việt Nam. Đác đác trên 1-2 trang mạng thì có một vài anh em bán một vài cặp loa này, nhưng hoàn toàn anh em sẽ không thể tìm thấy được cặp loa đẹp như thế này. Điều này thì chúng ta cứ nhìn cận cảnh và thực tế nhất. 3215-6 Valet của JBL, tôi đọc đủ tên là VS3215-6. Cấu hình của một vũ trường di động trước máy quay, sở hữu chất âm của giới sành nghe và khó tính cho cả nghe nhạc lẫn karaoke. Chơi nhạc từ nhạc vàng nó thể hiện rất là tuyệt vời đấy ạ. Mặc dù đây nó là cặp loa khủng long chúa Bonero hay trữ tình thì nó là hết thuốc luôn rồi. Và sang karaoke hay nhạc remix thì những dòng nhạc tiết tấu nhanh mà mạnh thì quý vị phải biết rằng đây nó là những cặp loa đỉnh cao audio, uy lực như là một cái vũ trường di động trước máy quay. Và lời mic của nó cực kỳ là chuyên nghiệp, mềm mại nhưng mà rất là nhẹ và bay. Anh em có mới tập hát hơi còn nhú nhí trong cổ thì hát những cặp loa này cũng vẫn phải hát tốt. Điều này thì chắc chắn thì chúng ta đã thấy trên bộ kèn khủng long của cặp loa này. Nguyên cái chép không thì đã một người vác rồi. Và chúng ta còn thấy được rằng nó thể hiện Bonero và trữ tình cực kỳ là ngọt ngào. Để kế tiếp thì tôi xin mời quý vị cùng quay trở lại thưởng thức với một vài giai điệu nhạc quen thuộc mà tôi hay từng test trên kênh. Ai có tai phone xin mời quý vị cùng mang tai phone lại và chúng ta cùng thưởng thức những bản nhạc quen thuộc này để chúng ta sẽ chéo với độ alpha mới hạt cháo sẵn nghiệp. Uy lực của cặp loa rất là mạnh mẽ cho những không gian phòng khách lớn tới hàng trăm mét vuông, hay các bar cà phê, hay các vũ trường chuyên nghiệp đỉnh cao audio. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.